Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Nậm Nhùn thân mến. Nhân dịp đón mừng xuân Quý Mão năm 2023 và Tết cổ truyền của dân tộc, trong không khí phấn khởi, ấm áp, mừng Đảng, mừng xuân, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Nhùn, tôi thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, những người con Nậm Nhùn đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mọi gia đình năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí, cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Năm 2022 vừa đi qua với đầy khó khăn thách thức, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc và đồng lòng ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong huyện, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tiếp tục phát triển, 9 trên 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, 34 trên 34 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 31 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng, sản lượng lương thực đạt 13.060 tấn, đạt 102% kế hoạch. Bình quân lương thực đầu người đạt 453,3 kg, đạt 102% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 108%. Trồng mới được 659 ha rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.549 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Các hoạt động thương mại dịch vụ đã dần ổn định, hoạt động cung ứng cho thị trường dồi dào, giá cả được kiểm soát. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 153,9 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao các tiêu chí về nông thôn, tăng cường phát triển và thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Hiện toàn bộ huyện có 4 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm 6%, đạt 103,48% kế hoạch. Công tác đào tạo nghề cho nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tiến bộ, công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các chuyên án lớn về ma túy được triệt phá, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và vững chắc, chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 15 ngày thành lập huyện. Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2022 là khá toàn diện, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Nhùn, tôi xin được cảm ơn và trân trọng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp các ngành trong huyện, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp huyện nhà trong năm qua. Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà, bước vào năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025,
đòi hỏi các cấp các ngành phải quyết liệt hơn nữa, năng động, sáng tạo và sẵn sàng với tình hình mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Xuân mới đang về, mang theo niềm tin, khí thế và động lực mới. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ra sức thi đua lao động, phát triển sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, đưa Nậm Nhùn vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện khát vọng xây dựng Nậm Nhùn giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp năm mới và chào đón Xuân Quý Mão, xin kính chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Năm mới, thắng lợi mới.